Thưa quý vị, sau hơn 2 năm thi công, mới đây công trình vườn tượng APEC mở rộng đã khánh thành. Mặc dù chưa chính thức đi vào hoạt động, nhưng công trình văn hóa đặc biệt này nhanh chóng trở thành không gian dạo chơi mới của người dân thành phố Đà Nẵng, ghi nhận của phóng viên thời sự. Là điểm nhấn kiến trúc mới bên bờ sông Hàn, ngay sau khi khánh thành, vườn tượng APEC mở rộng đã thu hút nhiều người dân đến tham quan chụp ảnh. Không gian xanh, thoáng đãng, đặc biệt với mái vòm mang chủ đề cánh diều bay cao, có diện tích 790m² là điểm nhấn được nhiều người yêu thích. Đây cũng là một cái điểm mới của thành phố của mình, là điểm nhấn trọng điểm của Đà Nẵng. Thì em cũng cảm xúc của em khi là ở đây thì nơi đây là một nơi rất là tuyệt vời, là không gian thoáng đãng, cây xanh phù hợp với cho những bạn trẻ cũng như người lớn tuổi và trẻ em. Dự án vườn tượng APEC mở rộng được đầu tư xây dựng trên 759 tỷ đồng, được khởi công xây dựng vào tháng 10 năm 2020. Vườn tượng APEC mở rộng có diện tích 8.668m², đưa vào khai thác sẽ phát huy công trình điểm nhấn kiến trúc bên bờ sông Hàn, kết nối tuyến phố đi bộ, đường Bạch Đằng, cầu Nguyễn Văn Trỗi, đường Trần Hưng Đạo. Đây là một trong những cảnh đẹp bên bờ sông Hàn. Nó tạo thành phối cảnh chung cho cả cái đường Bạch Đằng và đường 29 này, tạo thêm một cái cảnh quan mới, diện mạo mới cho Đà Nẵng. Chúng tôi rất vui, công viên được mở rộng và nó có cái tầm nhìn về tương lai, nơi vui chơi mới của Đà Nẵng, rất mừng. Vừa qua, thành phố đã giao Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu thực hiện việc quản lý và vận hành công viên APEC hiện tại và khu vực đầu tư mở rộng. Việc bàn giao nhằm thống nhất đầu mối trong công tác quản lý, vận hành và khai thác công trình này, có sự kết nối với tuyến phố đi bộ, xe đạp từ khu vực cầu Rồng, phố đi bộ Bạch Đằng, cầu Nguyễn Văn Trỗi, đảm bảo an ninh trật tự chung cho toàn bộ các điểm tham quan trong khu vực.